Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Daewoo Gentra sơn si màu vàng cát biển kiểm soát Hà Nội 30A84828, mang nước sơn màu vàng cát bản sedan hai đầu, trang bị la răng đúc 4 bánh. Hệ thống đèn đó của xe rất là sáng bóng đều nhau. Một mẫu xe Daewoo Gentra mang thương hiệu của Hàn Quốc, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Daewoo Gentra này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Sơn si của nó led căng các bác nhá, bản sedan hai đầu, máy của nó chỉ có 1.5 thôi. Thì mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe này ăn tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số. Biển kiểm soát Hà Nội thì rất là có giá trị các bác nhá. Hệ thống đèn đóm của xe này rất là sáng bóng đều nhau. Trang bị cảm biến va chạm quanh xe các bác nhá. Máy gầm thì đại chất, côn số thì ngọt. Máy số ngon. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần nội thất cho các bác xem này. Vâng, đây là phần nội thất của xe. Ghế da sạch sẽ đẹp đẽ. Cam kết các bạn là keo chỉ zin cả xe, không đâm sô, không tai nạn, không ngập nước. Bật lên xuống này. Hệ thống táp ly của cánh cửa đằng sau bên phụ, lớp lỉ nguyên bản, ốc áp bản nè, chưa hề động đến ca lê mở led. Tất cả những hệ thống cột kèo đinh tán của xe zin nguyên bản, zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, cột kèo đinh tán zin. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Chốt khóa trẻ em, keo chỉ các bác này, keo chỉ zin đều tăm tắp. Quả lốp của đằng sau bên phụ, lốp dép khá là ok. Hệ thống cua lốp không hề mục mọt, na răng đúc 4 bánh. Tay lắm mở cửa ốp inox mạ chrome. Phần hàng ghế đằng trước này, chiếc này đã được trang bị màn hình cam nồi đầy đủ, bô lăng 3 chấu. Táp lô thì đã được trang bị thảm trải táp lô. Máy chất gầm chắc, điều hòa mát, côn số ngọt. Ốc áp bản nề chưa hề động đến ca lê mở led. Bật lên xuống. Hệ thống cột kèo. Đấy, cột kèo zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Phần hốc bản nề của cánh đằng trước bên phụ các bác nhá. Keo chỉ cam kết các bác là keo chỉ zin. Keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, keo chỉ zin đều tắp tắp luôn. Táp ly cánh cửa rất là đẹp. Đăng kiểm thì đến tháng 3 năm 2022. Phần lóc của xe này, đó, lóc của xe các bác nhé. Đây là phần quả lốp của đằng trước bên phụ. Đấy, lốp dép khá là ok luôn. Thụt giảm sóc. Lốp dép thì khá là dày dặn, gầm bệ thì chắc lịch, côn số thì ngọt, máy số ngon. Sơn si màu vàng cát biển kiểm soát Hà Nội, hiện đang có tại cửa hàng bên em. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2010 này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Phần quả lốp của đằng trước bên lái các bác nhá, tất cả những cái cua lốp này
thụt giảm sóc đây. Đấy, cua lốp của nó không hề có dấu hiệu mục mọt, không hề mục mọt luôn. Tay lắm mở cửa Opilock mạ chrome. Nội thất thì sạch sẽ đẹp đẽ. Ốc áp bản đề chưa hề động đến kale mở led. Hệ thống cột kèo, cột kèo đinh tán nguyên đai nguyên kiện. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhé. Phần táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái này, hệ thống keo chỉ của xe. Đấy, keo chỉ zin đều tắt tắp luôn. Tất cả khung cánh cửa không hề có dấu hiệu của mòn. Chân côn, chân phanh, chân ga. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé, lớp lỉ vẫn còn nguyên zin luôn. Hệ thống khung cánh cửa này không hề có dấu hiệu của mòn, keo chỉ zin. Keo chỉ của nó keo chỉ zin các bác nhé. Khung cánh cửa bật lên xuống, tất cả cột kèo đinh tán nguyên đai nguyên kiện. Nội thất thì đẹp đẽ sạch sẽ, bản sedan hai đầu, thương hiệu Hàn Quốc, Narang đúc bốn bánh. Tất cả hệ thống cua lốp các bác nhá, chỗ nhạy cảm nhất đây. Đấy, rất là đẹp luôn, không hề có hiện tượng mục mọt. Sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác nhá. Bản sedan hai đầu thì cốp của nó khá là rộng rãi các bác này. Tất cả đinh tán dàn giật máng nước này, hai bên các bác nhá, nguyên đai nguyên kiện luôn. Hệ thống nắp cốp này, đấy, lớp lỉ vẫn còn nguyên đai nguyên kiện đó nhá. Tất cả keo chỉ, lỗ của nó không hề có dấu hiệu mó méo. Đấy, phần sàn của xe, lớp sô cua. Đấy, kích trong đầy đủ luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok. Sau đây em sẽ đi vào phần gầm của xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm các bác nhé. Đấy, tất cả hộp sàn bao lê này vẫn còn nguyên bản luôn. Đấy, nguyên bản luôn các bác nhé. Đấy, tô một mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2010, số sàn máy 1.5. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Đấy, 150 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra sơn xi màu vàng cát, biển kiểm soát Hà Nội, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Phần bô lăng của xe các bác nhé. Đấy, bô lăng 3 chấu này rất là đẹp luôn. Đấy, rất là ok các bác nhé. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, máy thì để cái lổ ngay các bác nhé. Đấy, để cái lổ ngay. Xi nhan báo giã này, hoạt động rất là trơn tru. Đấy, bác này bác độ lên một cái tiếng kêu gì có vẻ lạ lạ ở cái này các bác nhé. Đấy, ở cái này này. Đấy, khóa khiển đầy đủ, điều hòa rất là mát, màn hình. Đấy, em sẽ đóng điều hòa lên các bác này. Đấy, điều hòa rất là mát luôn. Hệ thống quạt số này, phanh tay này, phần bệ tì tay này. Đấy, chắn nắng này, đèn trần này. Đó, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé.
có cả gương trang điểm luôn. Đấy, gương trang điểm luôn các bác nhé. Gương chiếu hậu này. Đấy, gương chiếu hậu các bác nhé. Đấy, em sẽ cài luôn số lùi này. À, con này có màn hình chưa lắp cam nồi các bác nhé. Đấy, màn hình có rồi nhưng mà chưa lắp cam nồi. Đấy, cái cam nồi thì nó không đáng kể, chỉ có 200 triệu đồng thôi. 200.000 đồng các bác nhé, 200.000 đồng thì em sẽ hỗ trợ cho các bác cái đấy. Phần hệ thống kính này xuống này, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé, rất là trơn tru luôn. Đó, rất là trơn tru các bác nhé. À, gạt mưa, hoạt động rất là ok. Hệ thống xi nhan báo giá này. À, cảm biến lùi, cảm biến va chạm quanh xe các bác nhé, quanh xe luôn. À, sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Đấy, đi vào phần tổng quan khoang máy khám phá xem các bác nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Daewoo Gencha sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy của nó là 1.5 máy xăng, điều hòa đóng con gió nó quay thôi nha. Tên tư nhân mà biển Hà Nội. Đấy, chủ mã đầy đủ, cũng hồ sơ chỉ trong một lốt nhạc các bác nhé. Keo chỉ zin. Đấy, lắp cabo này. Đấy, không hề có hiện tượng móc méo các bác nhé, không hề móc méo chi. Keo chỉ zin luôn các bác nhé, keo chỉ zin luôn. Tổng quan của lắp cabo này, phần là tổng quan khoang máy này. Đấy, tổng quan khoang máy các bác nhé. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Daewoo Gencha sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 1.5 máy xăng. Trước này bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Daewoo Gencha này cứ alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác những video lần sau.